Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, bản Phật giáo Nguyên Thủy câu 71: Nếu một người cả đời làm ác mà lúc gần thân hoại mạng chung, trước khi ra đi nghĩ đến ân đức to lớn của Phật, sẽ như những hòn đá tảng được đóng lên chiếc bè lớn không bị chìm. Nhưng có khi cả đời chỉ giết một chúng sinh hữu tình cũng bị đọa địa ngục. Trong khi con là một người trẻ biết về đạo Phật là đạo trí tuệ, sử dụng giới định tuệ đi theo con đường bát chánh đạo để thoát khổ, đạo Phật chính thống không cầu xin tha lực, mọi điều phải tuân theo nhân quả, con kính mong sư chỉ bảo. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi này khá là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì sư, nếu như quý vị mà theo dõi cái câu hỏi của sư, cái phần vấn đáp của sư ngay từ đầu đó, thì quý vị thấy Đức Phật khuyến khích khi mà chúng ta sợ hãi đó, chúng ta nên nghĩ tưởng đến ân đức của Phật. Nghĩ tưởng ân đức của Phật. Thì xin thưa, bản thân cái việc nghĩ tưởng đến ân đức của Phật, nó là một đề mục, một đề mục thiền chỉ, đó là đề mục tùy niệm Phật. Chúng ta có 6 đề mục tùy niệm: tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên. Thì đề mục tùy niệm Phật là một đề mục thiền chỉ, là một đề mục thiền định ấy. Cho nên khi gần chết mà quý vị hành thiền thì đương nhiên nó là một cái điều phước đức rất là lớn. Nhưng mà sự hành thiền này, nhất là đề mục tùy niệm Phật, đây không phải là sự réo gọi tên Phật. Chúng ta không tùy niệm Phật để chúng ta nương, để chúng ta gọi là nhờ Phật là nắm tay chúng ta kéo đi cõi này cõi kia, không phải. Chúng ta không phải niệm Phật để Đức Phật ban phước lành, không phải. Chúng ta tùy niệm Phật để chúng ta nghĩ tưởng đến ân đức của Đức Thế Tôn, để chúng ta biết ơn Ngài, chúng ta nghĩ tưởng đến những cái đặc tính tốt đẹp của Ngài. Nhờ như thế chúng ta sẽ vượt qua khỏi cái sự sợ hãi, và chúng ta, cái tâm của chúng ta nó không còn tán loạn nữa, mà tâm chúng ta có thể đạt được định. Đấy, cho nên đề mục tùy niệm Phật là một đề mục thiền định. Cho nên khi chúng ta lâm chung gần cận tử và chúng ta hành thiền, thì quý vị có đồng ý với sư, gần chết mà hành thiền thì nếu như không có một cái ác nghiệp nào đó nó quấy rầy đó, thì chúng ta đi lên ha. Cho nên nó không trái với nhân quả, không hề trái với nhân quả. Và cái đề mục tùy niệm Phật là một đề mục thiền chỉ, và thiền chỉ là nó thuộc về chánh định trong bát chánh đạo, cho nên nó không đi ra ngoài cái bát chánh đạo. Chỉ có trường hợp mà chúng ta nhờ Phật là Phật ơi, Phật làm ơn, Phật rước con, kéo con đi cõi này cõi kia, thì nó không thuộc về bát chánh đạo. Nhưng mà tùy niệm Phật là thuộc về bát chánh đạo. Còn ngoài ra đó, thì quý vị nên nhớ như thế này: cái tâm cận tử nó sẽ quyết định cái cảnh giới tái sanh. Nếu như tâm cận tử chúng ta là tâm lành thì chúng ta sẽ đi về cõi lành, tâm cận tử chúng ta là tâm ác chúng ta sẽ đi về cõi dữ. Nó giống như là một cái visa để chúng ta suy giả sử như thế này nè. Có hai người đó cùng được visa đi qua Mỹ, nhưng mà có một anh đầu tiên ảnh visa anh đi qua Mỹ, nhưng mà ảnh có, thứ nhất là ảnh có tiền trong nhà băng của ảnh rất là nhiều, ảnh qua bển ảnh lập nghiệp hoặc là ảnh hưởng thụ, ảnh thoải mái. Ngoài ra thì ảnh còn có được cái kiến thức, có được cái tài năng, thì ảnh sống ở Mỹ, ảnh sống một cái đời sống rất là thoải mái, và đối với ảnh là Mỹ là một đất nước hết sức tuyệt vời. Nhưng mà có người đó, họ cũng có visa, họ đi qua Mỹ, những cái visa họ qua Mỹ chỉ vừa đủ để họ qua đó thôi, và qua đó đó họ hết tiền, họ không còn tiền nữa, người thân cũng không có trợ cấp cho họ, họ cũng không có năng lực đi làm kiếm việc làm, và họ trở thành một người vô gia cư. Và nếu như có ai hỏi họ thì họ nói là dù sao thì một người ăn vô gia cư ở Mỹ thì vẫn oai, vẫn rất là sang, thì đó là tùy họ thôi ha. Thì cũng là một cái vé đi qua Mỹ đó, trên cùng một chuyến bay, cùng một cái kiểu visa, nhưng mà cái đời sống của hai người khi ở Mỹ khác nhau. Cũng vậy,
Khi mà quý vị cái tâm cận tử, quý vị là tâm thiện, quý vị sẽ được đi về cõi lành. Nhưng mà khi đi về cõi lành đó, quý vị được hưởng bao lâu thì còn tùy theo những cái nghiệp còn lại của quý vị đã tạo. Ví dụ như đời mình sống ác nhiều quá đi, sống ác mà ma chê quỷ hờn mà nó cũng không dám rước mình luôn, mà chúng ta nhờ một cái cơ duyên hãn hữu nào đó chúng ta cận tử bằng cái tâm thiện thì chúng ta được sanh về cõi lành. Ví dụ giống như chúng ta sanh về cõi người, nhưng mà chúng ta chỉ vừa đủ phước sanh về cõi người thôi, hết. Sanh về cõi người quý vị đồng ý là cõi lành đúng không? Tới đó hết rồi, nghèo, tàn tật, dốt nát, xấu xí, rồi bị chúng sanh ghét bỏ, rồi bị đánh đập, rồi bị hành hạ, bị mắng chửi, thậm chí là bị chết sớm. Đủ phước sanh về cõi lành, nhưng chỉ tới đó là hết rồi. Không sai. Tâm cận tử anh là tâm thiện, anh sanh về cõi lành. Nhưng mà anh về cõi lành đó, anh sống như thế nào còn tùy thuộc vào cái phước mà anh đã gom góp trong cái đời sống của anh ấy. Anh gom góp như thế nào? Cái thứ hai, cái phước anh đủ anh sanh về chư thiên, là một vị trời. Về đó ha, có được về đó. Nhưng mà chỉ vừa đủ cái phước sanh về cõi trời thôi. Người không có nhà ở, là một vị trời lang thang, không có nhà ở, không có lâu đài đền cát gì hết cho mình, không có không có y áo đẹp, không có tiên nữ, tiên bà, tiên ông, tiên cháu gì hết trơn á. Có một mình không có quyến thuộc, không có được những cái sự hưởng thụ tuyệt vời của cõi trời. Cũng là mang danh là một vị trời đó, nhưng mà không có được những cái lạc thú của cõi trời. Và thậm chí là tuổi thọ có hạn, lên trên đó nó sống được thời gian hết phước nữa, cũng là sanh về cõi trời đấy. Cho nên cận tử mà tâm lành, nó sẽ quyết định chúng ta đi về cái cõi lành. Nhưng mà sống về đó mà chúng ta sống được bao lâu, sống có ngon lành hay không, là còn tùy thuộc vào cái phước chúng ta đang làm trong đời sống hiện tại nữa.